ជំនួនដែលបានទិញគឺ 2 ពាន់ចឹងចំនួន 2 ពាន់ត្រូវបានគេក្រេឌីតអ៊ីនត្រីនៅចំនួនដែបិតនិងក្រេឌីតគឺស្មើគ្នាប្រតិបត្តិការទី 3យើងមើលប្រតិបត្តិការទី 3នយាយអំពីការទិញសប្លាយអនក្រេឌីតគឺទិញជឿអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានទិញសប្លាយចំនួន 2000 ដុល្លារគឺជឿអញ្ចឹងយើងអាចជំពាក់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅពេលដែលទិញសប្លាយគឺយើងបានសប្លាយមកអញ្ចឹងសប្លាយគឺជាធារបស់អាសិតអញ្ចឹងសប្លាយកើនឡើងវាត្រូវបានគ
cả lần nợ hàng debit cứ đòi xa tệ thì chân tu toát chỉ sạch tại buồn phòn chẳng sạch prạ cả lần buồn phòn trong ban tệ debit entry chấm luôn buồn phòn hai chấm luôn đai nợ sót cứ chấm bẹt tơ nẹp tơ cầm hồn chấm luôn tất prạ đai tệ thì chân chấm bẹt tơ cầm hồn cứ trong ban cái khát ra nợ không account mỗi chấm một tháng account receivable chơi account receivable cả lần cứ trong ban cái debit entry nâng kẻ đơn ni đại trong ban cái credit cứ account service revenue đại sao cầm hồn đo sẽ vào cam ở thị trấn chẳng chấm này chấm nô ban cả làng chấm nô cả làng với trong ban cái credit entry phần bát ca mùi tiết thì dây ông pi ca tu toát chấm này chẳng cầm hồn ban tu toát chấm này đặt khái chấm này chua office nâng chấm này thay tập lượng chẳng dùng mơ ca có trả nếu bên đây chấm này cả lãng vì trong ban cái debit entry chẳng chấm này vẫn miễn salary expense miễn rent expense nâng utility expense chấm này cả lãng vì trong ban cái debit entry nếu bên đây cầm hôn chấm này sạch prạ nó bọc cầm hôn rồi thôi cho chẳng sạch prạ thôi cho sạch prạ cứ chỉ asset chẳng sạch prạ thôi cho vì trong ban cái credit entry chẳng phần bật cả này cứ như vậy ông pí ca tu tốt cứ tu tốt chấm này dương mơ bắt bắt ca mùi tiết bắt bắt ca ti phẩm bấy mì dây ông pi ca song nơ account payable chân cồng hôn bàn tinh supply chứa bẹt tên nẹp cột cùng ở lâu cồng hôn phơ ca song prạ chùm nôn pram rối tớ tên nẹp cột cùng đôi xa ca tinh supply chứa pi bắt bắt ca môn chân nơ pê đại dương song miền đây tha account đa dương chủng bẹ tờ nẹp cuối cùng nó cứ viết ra thôi chó chẳng bao bùm nô thôi chó account payable chia bùm nô thôi chó trong ban kế debit entry nếu bây giờ xong prác sạch prác ở bọc rộng hôn trở thôi chó sạch prác thôi chó viết ra ban kế credit credit entry chẳng nhưng mà bọc bạc ca này cứ như vậy ông tí cá ca xong trở account payable bọc bạc ca tì bầm buồn dây ông pi ca tổ tua sạch prạ đây là tệ thịt chốn đây là tệ thịt chốn chụp kẹo cồng hồn chẳng nông bật bạc ca này cứ cồng hồn tổ tua bàn prạ một con pi rối pi là tệ thịt chốn đây đây chụp kẹo ca pi ca đo sẽ vào cam lượng môn chẳng những mới khơi thà np đây là tệ thịt chốn xong prạ cồng hồn bán tổ tua sạch prạ ca láng viết trong bàn cái debit entry nếu bây đây cái song prạ mình này thật kẹt đơn ý đây là tệ thịt chôn chúng kẹt cồng hôn vì ta thói cho chứ account receivable thói cho account receivable thói cho vì ta bán cái credit entry bắt bắt cá này dây ông pi cá song prạ bóc tệ thịt chôn đã chúng kẹt tớ cồng hôn bắt bắt cá trong cõi cứ này dây ông pi cá đọ prạ đôi mình chắc cồng hôn chẳng nơi ngay tì sàn sập môi khai mẹ ra thì chắc cồng hôn bạn đọc ra chùm luôn mà bọn pram rồi đỡ lá xâm rắp chùm này tọc luôn chùm này tọc luôn cứ theo bàn kê chạy đách rồi viên mà chắc cồng hôn hay nơi cồng hôn chẳng chùm này tọc luôn cứ chỉ cả đọc trọc rồi bỏ một chạy chẳng kẹt là ni để theo bàn kê pra cứ owner drawing cả láng viên theo bàn kê đầy bị tìm trí nếu bê đai mà chắc đọc ra thôi ơi sạch prạ rồi bỏ cồng hôn miên ca thôi cho sạch prạ thôi cho trong ban kỳ credit entry chân này cứ như chế prạc bạc ca đai nì dây ông pi ca đọc prạ đói mì chà bạn này cứ chế ca sông khai làng với nơi prạc bạc ca đai dương ban dây khí nế mạnh nâng đói xa tay nì cứ chế ca sông khai chân vì riêng lươn ca thì dây rưu ca phần dô lưng riêng lươn đời xa dân ban dây kia phần dô cho ba loa nực nông video môn ông pi journal entry part 1 đó part 4 chẳng dân ban dây ban lụm ạ thái chẳng bà sân chiên video này cứ dân mơ ạ toàn rưu ạ dô lạ nha chẳng ai tờ lọc tờ mơ video môn đàn dây ông pi bật bật ca mũi hai phần dô ở bàn bọc bài ông pi ca can lang ông pi ca thôi cho đại biểu con chỉ muốn nâng ca cho dù nó phải dương nâng ca bị phe ông pi bật bật ca rồi bao dương nâng hai chỉ trong còi nâng nhưng còn trong bị chạy làng vinh thá ở vây đa dương thưa ca
វិភាគនៅប្រតិបត្តិការឬក៏ការកត់ត្រានៅប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងវាតែងតែតាក់ទងទៅនឹង double entry concept អញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់ double entry concept ដែលនិយាយថានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការមួយបានកើតឡើងវាបានធ្វើឲ្យគណនីយ៉ាងហោចពីរមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើគណនីមួយត្រូវបានគេ debit entry គណនីមួយទៀតដាច់ខាតត្រូវតែ credit entry ចំនួន debit និងចំនួន credit គឺត្រូវតែស្មើគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំហើយត្រូវធ្វើសម្រាប់ធ្វើការវិភាគរកឲ្យឃើញនៅគណនីដែលប្រែប្រួលនិងធ្វើការកត់ត្រានៅប្រតិបត្តិការរបស់យើងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងការគ្រប់គ្រងនៅ channel មួយនេះបាទសូមអរគុណ